Vô Lớp Truyền Thám Tử Vũ Nhộn. Thư ký của chương trình là Sĩ Thanh. Và ngày hôm nay Thám Tử Vũ Nhộn gồm có Thám Tử Bazo, Thám Tử Hoàng Rapper Ồn Ào, Thám Tử Quang Bảo và Thám Tử Chiên Bốc. Hôm nay lại Dương Thịnh Âm suy buồn quá, không có chị Tường, không biết cô Lan Kinh gì hết trơn á. Anh làm cho em vui nha. Thêm người đi. Thanh ơi, Thanh đẹp quá. Thanh là người đẹp gái nhất trong ai đó. Thanh đẹp nhất, Thanh muốn chi nữa? Chi nữa? Càng ngày càng đẹp mặn mà mặn ngồi. Ủa, người lịch thiệp sao tôi định nhớ giọng má dữ vậy? Thanh đẹp nhất, Thanh còn muốn gì nữa Thanh? Ồ, ok, vậy được. Cái giọng cao, cái duyên cao chốc quá, không quen thuộc chút nào. Không quen thuộc lắm. Thôi bây giờ mình vô chủ đề chính luôn đi ha. Sẽ anh xin đọc lại lá thư của bạn gửi về chương trình. Gửi những thám tử vui nhộn, em tên là Lê Thanh Phong, 20 tuổi, hiện đang ở Cần Thơ. Em rất thích hội họa và em nghe nói ở thành phố Hồ Chí Minh có một loại tranh đặc biệt là tranh kính vẽ ngực. Em nghe thấy rất tò mò, cái thám tử có thể tìm hiểu giúp em được không? Xin mời anh Thiên Dương. Một cái tranh gì mà lạ vậy, đọc không tranh nghe được. Tranh kính vẽ ngực. Vẽ qua kính. Vẽ ngược xong quay thuận lại thì sao bức tranh? Khó mà. Cái quan trọng là thần thái, thần thái. À, quan trọng. Xin mời xem clip. Chào chú ạ. Dạ cho con hỏi cái bức tranh này nó vẽ bằng cái tranh kính là vẽ sao chú? Tranh kính tức là đây là miếng kính. Mình vẽ ngược lại miếng kính. Vẽ ngược lại miếng kính. Vẽ mặt trái. Chú chắc chú biết tác giả này đúng không ạ? Chú cũng biết tác giả mà đầu tiên. Ủa, chú là chú Tiến ạ. Những bức tranh này con thấy là rất là lạ. Bức tranh này vẽ bằng cái dụng cụ gì ạ? 10 cây cỏ là 10 đầu ngón tay. 10 cái cọ. Wow, 10 đầu ngón tay. Hai bức này là vẽ cùng một lúc. Wow. Thế bây giờ chú có thể cho cho phép con về cái sự của chú để mà tham quan được không ạ? Hai tay cùng lúc rồi đó. Wow. Ủa là sao bức tranh nãy em không hiểu chủ đề nó là gì luôn đó ba? Chưa tưởng mà. Vậy hả? Chưa tưởng mà muốn nghĩ gì nghĩ. Damn. Sẽ làm kỷ luật kìa. Đoàn bị tiếng. Cho con hỏi là chú vẽ tranh là từ khi nào ạ? À, mình vẽ từ lúc năm khoảng còn nhỏ, khoảng 12 tuổi. Tại vì mình nhớ lúc đó là tâm tưởng mình thích vẽ lắm, cho nên mình muốn mua cái hộp màu nước á, thì mình phải kiếm tiền mua. Thì mình kéo củi á, với bán mì dạo trong đêm á, để có tiền mua cái hộp màu đó. Thì từ đó là mình xem mình vẽ tới nay là cũng mấy mươi năm. Mấy mươi năm rồi. Nhưng mà xuất phát từ cái ý tưởng nào mà chú bắt đầu vẽ tranh mặt sau của kính á? Trong những năm tháng mà mình tham gia ở chiến trường Campuchia về, thì mình về quê ở Bến Tre, mình xuống dưới cái mương bắt cá, thì dưới là có cái miếng kính mà nó nằm bể mà nó nằm ở dưới bùn. Dạ. Mình mới nhặt lên mình mới chùi thấy miếng kính nó đẹp, thì ánh sáng mặt trời nó rọi xuống rất lung linh. Thì trong tư tưởng của mình là làm sao mình vẽ cái bức tranh bằng chân dung với kính. Cái quá trình mà chú học vẽ có gian nan không chú? Thì mình tự mày mò, mình tự pha những màu sắc và mình cứ làm đi làm lại rất nhiều lần. Chắc con hỏi tại sao mà chú lại dùng những ngón tay để vẽ mà không dùng cọ? Tại vì mình có thói quen trong cái cuộc đánh nhau chiến đấu á, thì mình vẽ bằng than rừng. Tại vì nơi đó là không có bút, không có cọ ở trong rừng. À. Mình vẽ cái đầu ngón tay mình để nó quen và mình có nó làm như gần gũi chính mình thôi. Có nghĩa là mình sẽ chà than. Chà than rồi mình vẽ. Mình quẹt mình vẽ. Vẽ những đồng đội á. Yeah. Vẽ trên cái mấy miếng gỗ. Ngoài cái việc đó ra là mình thấy có thói quen thì chú đã có thử mình dùng cọ để mình vẽ cái mặt kính chưa? À, dùng cọ thì nó bị tơ nhẵn khó vẽ. À, và giá trị một bức tranh mà chú đã bán ra cao tiền nhất là bao nhiêu ạ? Đa số là tranh mình vẽ thì người ta thấy thích, người ta cho tiền bao nhiêu lấy bao nhiêu. Dạ. Chứ mình không có giá. Có là cái sự đam mê. Đam mê tức là thỏa mãn. Làm sao cho cái người xem tranh họ thích và vui. Cái bức tranh nào mà chú cảm thấy hài lòng và chú cảm thấy là đã nhất trong sự nghiệp vẽ tranh của mình? Bức tranh này tôi đặt tên là Sinh Vật Nguyên Thủy. Damn. Đây là bức tranh nó ngược thời gian, tức là trong cái nội tâm mình vẽ ngược, vẽ theo cái nội tâm quán tính mình á, dạo gọi sức thần á, cái não mình sẽ quay ngược lại để mình vẽ được loại tranh này. Wow. Thì nó ra là con khủng long. Ra hình con khủng long. À, đây và cái bàn tay khủng long. Bức tranh này mình tức là mình không thể vẽ lại được. Giờ mình đem bức tranh này đem giấu. Giấu tại sao vậy? Đem giấu trong một phòng kín, nhưng mà hôm nay thì các bạn đến thì tôi đem giới thiệu. Dạ là chú không có ý định bán bức tranh này? Không bán được và có thể cho thì được. Ồ, cho thì được nhưng mà bán không được. Vậy chú được. Cho con đi. Bức này mình rất tâm huyết. Bạn bữa hồi tôi sẽ vẽ tặng bạn ngay lập tức thôi. Tặng bạn và vẽ ngay trước mặt.
Ồ, hay quá. Và có thể vẽ hai tay hai bước khác nhau. Mấy người vậy trong vòng 5 phút. Bạn một bức và bạn tiếp một người thứ hai ngoài đây. Gặp được đây, tâm giao là nhiệt quyết lắm. Rồi, em vô. Chú sẽ bắt đầu trổ tài cái việc mà chú sẽ vẽ hai tay trong vòng cùng một lúc với hai bức tranh khác nhau. Chúng ta chờ xem nhé. Bây giờ là 11:30, 11:35 là sẽ hoàn thành xong hai bức tranh này. Chờ xem nhé. Hai bức cùng lúc luôn. Dạ, hai bức cùng lúc. Trời ơi, cái đầu người ta tưởng tượng dữ lắm luôn á. Đúng rồi, điều khiển được nào phải, nào trái rồi, rất là tốt. Cả luôn. Hai tay giống như anh Tổng thống Biro đó kìa. Mấy phút? Thôi, mới có 2 phút rồi chú. 2 phút luôn nè. Rồi, lật lại thành... Cái này là ta tìm những khối sáng. Dạ, cảm ơn chú. Này, bức tranh của con rồi. Giấc mơ hoài. Giấc mơ hoài. Tôi biết là ngoài cái việc mà chú vẽ những bức tranh trừu tượng như thế này thì chú còn rất là thích vẽ những bức tranh các vị lãnh tụ đúng không ạ? Đúng. Thế thì vị lãnh tụ nào mà chú thường hay thích vẽ nhất? Đó là vị lãnh tụ Hồ Chí Minh. Wow. Đây là tôi đang vẽ Bác Hồ. Dạ. Mà dở dang. Thì các bạn đến bất ngờ thì bắt đầu tôi sẽ vẽ tiếp. Rồi, vậy xin mời chú ạ. Chân dung thì mình phải vẽ từ dưới mà mình nhìn ở trên đúng không ạ? Đúng vậy. Hoặc là mình dán vật lên ngược, ngay cách. Từ từ nó nổi lên đúng không? Dạ. Ừ, mình vẽ từng lớp, mình đẩy từ lên này. Wow. Bức tranh đó là đang vẽ bức Bác Hồ để cho tặng gửi cho giám đốc công an Bến Tre. Trời, đẹp quá kìa. Chú đã vẽ bao nhiêu bức tranh về Bác Hồ rồi chú? Khoảng 300 bức. 300 bức? 300 bức. Ngoài Bác Hồ ra thì chú còn có vẽ các vị lãnh tụ nào khác nữa không? Có, tôi vẽ Bác Tôn và vẽ các vị anh hùng dân tộc, rồi vẽ các lãnh tụ thế giới. Bao lâu chú mới cắt móng lần chú? Khoảng 3 tháng. Chú tự cắt hay vợ chú cắt? Mình không bao giờ mình ra tiệm hớt tóc hết. Và mình hớt tóc là vợ hớt tóc và vợ cắt hết. À. À, chị Thảo. Thế thì chị đã lấy... chú Tí với chị là cưới nhau bao lâu rồi? 8 năm rồi. Và với mới có một... Một bé trai. Một bé trai. Là hiện tại bao nhiêu tuổi ạ? Được 1 tuổi rưỡi. 1 tuổi rưỡi. Wow. Thế thì trong quá trình mà sáng tác của chú Tiến thì chị có giúp gì? Tại thì đâu biết vẽ là chị phụ lao thôi. À hả? Mà còn hay là phụ pha sơn. Nhưng có lúc nào mà chị cảm thấy là mình bị phiền hay là mình bị có gì đó cảm thấy bực bội với chú Tiến không? Không, với anh vẽ thì mình thấy đam mê thôi, tại mình thấy mình thích. Vậy hả? Em cũng đam mê, không có vẽ được. À, có nghĩa là đam mê thưởng thức đúng không? Đúng rồi, đam mê thưởng thức. Cho nên là chị tạo hết tất cả mọi điều kiện cho chú Tiến vẽ. Này là yêu wow, thế nghệ thuật. Nhưng mà thấy là có một người vợ luôn luôn đứng phía sau để mà chăm sóc cho chồng của mình. Quậy màu. À, pha sơn nè, quậy màu, thấy không? Và thưởng thức những bức tranh của chồng mình vẽ. Số 1. Trường hợp nào mà hai vợ chồng gặp nhau và cưới nhau? Cũng một cái ngang thôi. Một bà dì đó có ở nhà của cái cô bạn anh này, thì nhờ cái bà dì đó mới gặp cái anh này. À hả? Gặp nhau là kết liền luôn. Thế có tính là dự định cho con của mình tham gia hay là theo đuổi nghề nghiệp của bố không?
chắc nó cũng nói về ba nó, nó thích mà nó thích lại đây, nó cầm những cục màu hay là những cây bút á, nó lại nó vẽ tranh nè, nó vẽ. Wow, cảm ơn chị rất là nhiều. Anh quay trường sẽ thấy cái nét đi. Quá hay, quá đáng ngưỡng mộ, tuyệt vời, tuyệt vời. Đây đây đây, một siêu phẩm. Đây là bức tranh mà chú vẽ chứ, vẽ anh. Vẽ anh Dương hả? Ừ, vẽ anh đó. Kêu là vẽ nội tâm của anh. À, nội tâm của anh lúc đó chắc không có gì ha. Nội tâm của anh ừ. Sao là như thế này. Sao chú hiểu được cái nội tâm của anh nó đa dạng màu sắc? Anh biết. Thì chú có đặt là gì? Ta tìm những khối sáng, có nghĩa chắc là anh tâm tối lắm, tìm được những cái khối sáng. Không, anh có nhiều u uất trong cuộc sống, anh không biết giải bày với ai. Nhiều khi là ở nhà chăm con mệt quá mà không có chửi được đó, đâm ra là nó bị chắc vậy. Ném vợ lại tiếp nữa. Cái mảng này đen tối quá nè, đó, cái mảng này nè, đánh sặc máu nè, vợ đánh sặc máu. Còn cái trắng trắng là gì anh? Đó là khối sáng, khối sáng đó. À ok. Còn bức tranh của cô bé tên Phượng đó. Dạ. Là đấy, phải đúng coi đúng chiều nha mới hiểu được cái nghệ thuật nha. Chú kêu coi bức tranh này 4 chiều. Vậy chiều nào cũng được. Chiều nào cũng được luôn. Thì tại vì nó là trừu tượng mà. Nặng vậy. Thì giấc mơ hoài. Giấc mơ hoài. Cô bé này còn mơ mộng nhiều. Đó. Đó là hai bức tranh mà chú vẽ tặng. Công nhận là trừu tượng thiệt á. Mà cái bức mà chú vẽ lâu nhất là bao lâu anh có biết không? Nhanh lắm. Chỉ cần chẳng hạn như là bức tranh mà về Bác Hồ đi, 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng là chờ khô luôn anh? Là xong luôn đó. Ghê thiệt, wow. Mà nhiều lớp đó đúng không anh? Nhiều lớp, còn cái này đơn giản 2 phút luôn. 2 phút luôn. Nhưng mà thật sự là nhưng rất là cuốn hút. Bằng kính cường lực. Rất cuốn hút. Bằng kính cường lực cho nên là chú. Ủa không phải? Ghê quá, nó hết hồn. Được tồn cái thời gian. Có một cái chi tiết rất là thú vị, đó là khi mà chú học vẽ trong khoảng 10 năm mà lúc đó không có đèn dầu, không có điện, thì người mẹ là người trong đèn dầu đứng thắp đèn để cho con học vẽ. Wow. Con vẽ như là cho anh theo đuổi đam mê của mình đó. Tại sao chú lại vẽ ngược ta? Sao không vẽ thuận lên thẳng mặt kiến đúng không? Nó dễ hơn mà. Vẽ thuận với mặt kiến rồi sao người ta thấy được? Thế nó cần cái nào nó khô lên ha, giống như mình anh vẽ. Đâu có tạo layer ở trên mặt kiến, anh tạo ở dưới mặt kiến độ bóng đúng trên rồi. Mặt chứ nếu mà cái kia mà anh chà trên mặt nó thành ra nhiều lớp màu với nhau rồi ha, bị loang màu ra rồi, mà nó còn bảo vệ được cái lớp màu, nó không bị phai theo thời gian, không bị bay hơi nữa. Sao mình nghĩ ra ta giờ mới nghĩ ra nghiệm ra ha, nhờ nhìn cái tranh trừu tượng đó của đội tâm càng của luôn đó. Cảm ơn luôn anh và Phượng thì được tặng bức to đó, còn những người trong ekip từ quay phim, đội ngũ sản xuất, mỗi người một tấm mang về nữa. Wow. Sao anh không xin với một tấm? Ai biết đâu. 10 triệu một tấm. Đoàn mình đi hôm đó là mười mấy người. 100 triệu. Oh my god. Thu hoạch lớn của du lịch kỳ thú. Em đang này đi đấu giá nha các bạn. Tất cả mọi người trong du lịch kỳ thú cảm ơn chú rất nhiều. Hy vọng lần sau con tới chú sẽ tặng riêng cho con.